Thực ra ông Lưu Lực Học năm nay 76 tuổi là chàng rể Đài Loan người Canada, đến Đài Loan sinh sống đã 50 năm. Ngọt lắm, anh muốn ăn không? Có vị wasabi. Ông từng là chủ quản cấp cao cho ngành công nghệ, bây giờ lại là người nông dân bảo vệ môi trường. Ông Lưu Lực Học vừa hồi phục sau cơn tai biến não nặng, vẫn kiên quyết đi thăm nông trại hàng ngày. Chỉ cần vừa nhắc tới rau là ông không giấu nổi vẻ phấn khởi và tự hào. Rất nhiều chuyên gia khi đến đây, tôi lấy 4 loại rau rất bình thường gồm cải trắng, cải chip, cải lá sen và cải trắng Tokyo. Chỉ luộc qua thôi là ăn liền, mùi vị đã rất khác. Với tấm lòng đầy nhiệt huyết, ông cùng người bạn là người đầu tiên sáng tạo thành công phân ổ từ thức ăn thừa, thậm chí đã quảng bá ra khắp Đài Loan. Không ai biết làm phân ủ, thế là tôi làm. Đó là cái gì? Là một sự luyện tập. Bạn có quyết tâm giải quyết vấn đề thì bạn sẽ tìm ra cách làm. Đúng lúc mà ông quảng bá ủ phân từ thức ăn thừa, vợ ông lại phát hiện bị ung thư vú. Ông Lưu Lực Học bắt đầu suy nghĩ, cả gia đình ăn thế nào cho mạnh khỏe hơn. Thế là ông liền mở trang trại để bà xã có thể ăn rau hữu cơ thoải mái. Thời trẻ ông Lưu Lực Học vì công việc mà đi xa quê, đến rất nhiều nơi, sau cùng tìm ra lý do để lưu lại Đài Loan. Đây là nhà của tôi, bà xã tôi và hai đứa con cũng thích Đài Loan. Con tôi muốn tiếp tục làm việc ở đây để yêu Đài Loan giống như cha của mình vậy. Sống ở Đài Loan 50 năm, nếu gọi ông Lưu Lực Học là di dân mới thì như không hợp lắm. Từ lúc còn trẻ tới lúc bạc đầu, ông dùng những năm tháng cuộc đời để gìn giữ, gia đình từ lâu đã bám trụ tại Đài Loan.